Trong bối cảnh đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều mục tiêu ở trận đấu với U23 Uzbekistan, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ dự bị ra sân thể hiện mình. Trước lượt đấu cuối tại bảng D, cả đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều đã chính thức giành quyền đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hai đội lúc này đều có 6 điểm sau các chiến thắng trước Malaysia và Kuwait, song U23 Uzbekistan xếp trên nhờ nhỉnh hơn chỉ số phụ so với đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Do đã giành quyền đi tiếp nên kết quả trận đối đầu sắp tới giữa hai đội chỉ còn mang tính chất dùng để phân định ngôi đầu bảng đấu. Ưu thế lúc này đang thuộc về Uzbekistan khi họ chỉ cần một trận hòa là sẽ giành ngôi nhất bảng, trong khi với U23 Việt Nam thì chỉ có 3 điểm mới có thể giúp họ có được ngôi đầu sau vòng đấu bảng. Thế nhưng việc giành 3 điểm trước một đối thủ rất mạnh như U23 Uzbekistan chắc chắn sẽ không phải nhiệm vụ đơn giản với đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, khi mà họ đang là bên bị đánh giá thấp hơn, sở hữu lối chơi tấn công đầy tốc độ cùng sự khéo léo U23 Uzbekistan đã cho thấy được sức mạnh đáng nể của mình ở giải lần này. Ở lượt trận thứ hai gặp Kuwait, họ thậm chí đã 5 lần chọc thủng lưới đối phương. Do vậy, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải chuẩn bị về thể lực và tâm lý nếu không muốn bị ngập trước đối thủ. Tất nhiên trong một trận đấu mà khả năng giành chiến thắng là thấp hơn so với đối phương thì rất có thể ông Hoàng Anh Tuấn sẽ không mạo hiểm tung hết chủ lực ra sân. Thay vào đó nhà cầm quân Khánh Hòa sẽ sử dụng đan sen giữa đội hình đá chính với các cầu thủ dự bị nhằm dưỡng sức cho các cầu thủ trụ cột cộng thêm việc ngôi đầu bảng C vừa đổi chủ khi Iraq đã vượt qua Ả Rập Xê út để vươn lên đứng đầu sau vòng bảng thì U23 Việt Nam càng không có lý do để giành ngôi nhất bảng D bởi lẽ khi đó họ sẽ gặp đội bóng rất mạnh và cũng là nhà đương kim vô địch giải đấu U23 Ả Rập Xê út ở tứ kết trong bối cảnh đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều mục tiêu ở trận đấu với U23 Uzbekistan đây cũng là cơ hội để các cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị ra sân thể hiện mình và biết đâu trong một ngày được trao cơ hội những cầu thủ như Vĩ Hào Minh Quang hay Quốc Việt lại có thể tạo ra được những bất ngờ thú vị. Dù mang tới vòng chung kết U23 châu Á lần này lực lượng gồm những cầu thủ còn rất trẻ, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tỏ ra khá mắt tay trong việc giúp U23 Việt Nam duy trì một lối chơi tự tin và hiệu quả. Bất chấp những áp lực trước giải, dàn sao U23 Việt Nam vẫn dũng cảm vượt qua những khó khăn để giành được những chiến thắng trước Coet và Malaysia. Có thể những pha làm bàn của họ đến từ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, hay được thần may mắn giúp sức xong rốt cuộc thì nó vẫn là hệ quả từ những nỗ lực vượt khó của dàn cầu thủ trẻ. Trong bối cảnh đã sớm giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2024, điều này chắc chắn sẽ giúp đội tuyển U23 Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý trước trận đấu cuối ở vòng bảng. Và khi mà kết quả thắng bại sẽ không còn ảnh hưởng nhiều tới đội thì người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng những chiến binh sao vàng sẽ chơi bùng nổ ở trận tới. Trong quá khứ, đội tuyển U23 Việt Nam đã hai lần chạm trán U23 Uzbekistan và kết quả là họ đều để thua cả hai. Đầu tiên đó là trận thua 1-2 ở chung kết giải U23 châu Á 2018 khó có thể quên diễn ra tại Thường Châu đầu năm 2018. Ở lần tái đấu sau đó, thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun cũng đã phải thất bại tối thiểu không, một trước các cầu thủ U23 Uzbekistan, khi hai đội có dịp chạm mặt nhau ở giải giao hữu Dubai Cup diễn ra vào tháng 3 năm 2022. Với hai thất bại liên tiếp đó, U23 Việt Nam đang bị đánh giá thấp hơn ở trận này. Và trong bối cảnh toàn đội đang hướng sự tập trung tới trận tứ kết sắp tới, người hâm mộ có lý do để lo ngại về một cú HAT trích thất bại của họ trước đội bóng tới từ Trung Á.